nó gọi là đang là cái dòng trôi của đèn xanh nên rất nhiều người là vượt đèn đỏ ở cái chặng này và tiếp tục vượt kìa. Đấy. Mặc dù cái luồng đèn xanh trên đường Thái Hà người ta đi rất đông rồi nhưng mà nhiều người vẫn cứ vượt.